trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin 11:30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 4, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Mở cửa tuần giao dịch mới, ngày 29 tháng 4, giá vàng thế giới giảm mạnh xuống còn 2.327 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng thế giới quay xe giảm trong bối cảnh đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh. Dù vậy, giá vàng thế giới đã tăng tới gần 17% trong vòng một năm qua. Ở trong nước, thị trường đang kỳ nghỉ lễ, một số tiệm vàng điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm mạnh theo thế giới. Một số doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 83 triệu đồng một lượng, bán ra 85,2 triệu đồng một lượng. Một số công ty khác hạ giá bán ra vàng SJC xuống 84,8 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng có sự cách biệt khá lớn giữa các doanh nghiệp. Các tiệm vàng bán ra vàng nhẫn 24K mua vào 72,5 triệu đồng một lượng, bán ra 73,3 triệu đồng một lượng, trong khi vàng nhẫn các thương hiệu như BNC, SJC vẫn được duy trì ở mức cao 73,3 triệu đồng một lượng mua vào, 75,6 triệu đồng một lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 71,4 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng nhẫn khoảng 3-4 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 13,6 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã ra thông báo phản bác những thông tin trên mạng xã hội và truyền miệng về mối quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn giữa một lưu học sinh và cán bộ. Những ngày qua, dư luận xôn xao về tin đồn được thêu dệt với nhiều tình tiết làm ảnh hưởng xấu đến nhà trường cũng như lưu học sinh. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo phòng hợp tác quốc tế, đại diện ban chấp hành đoàn thanh niên trường tổ chức cuộc họp vào ngày 23 tháng 4 với trưởng đoàn lưu học sinh và lưu học sinh. Lưu học sinh xác nhận, trong thời gian học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, không có mối quan hệ tình cảm hay hành động nào tổn hại về mặt thể chất và tinh thần giữa bản thân và cán bộ nhà trường. Ngày 25 tháng 4, ban chấp hành đảng bộ nhà trường đã họp, xem xét nội dung thông tin, đồng thời khẳng định các tin đồn là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và cán bộ, sinh viên. Thông báo nhà trường gửi đến các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động trong trường nêu rõ, nếu tập thể, cá nhân có phát ngôn hoặc phát tán thông tin sai sự thật về sự việc nêu trên sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhà trường. Thưa quý vị, nắng nóng trên cả nước đang diễn ra kinh hoàng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28 tháng 4, khu Tây Bắc Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 30-35%. Các nơi khác thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%. Lưu ý, nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Dự báo trong 24-48 giờ tới, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2-3. Khu Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39-42 độ, có nơi trên 42 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45-50%. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp từ 50-55%. Nắng nóng có khả năng giảm dần từ khoảng ngày 1 đến ngày mùng 2 tháng 5 ở Bắc Bộ và Trung Bộ, từ khoảng ngày 4 đến ngày mùng 5 tháng 5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng, nắng nóng còn có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Kỷ lục về nhiệt độ cao nhất đo được ở Việt Nam từ trước đến nay là 44,1 độ C đã được cơ quan khí tượng đo được tại trạm Hồi Xuân, Thanh Hóa, ngày 6 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 4, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cùng đơn vị liên quan điều tra vụ cháy cửa hàng FPT Shop. Khoảng 19 giờ ngày 28 tháng 4,
Ông B là người dân gần đó nhìn sang cửa hàng FPT xốp rộng 120m² trên đường Lê Văn Thọ, phường 11 thì thấy phía sau có khói bốc lên nên thông báo cho nhân viên cửa hàng. Lúc này cửa hàng có 3 nhân viên, họ kiểm tra thì biết lửa xuất hiện ở khu vực kho hàng liền tìm cách dập lửa xong không được nên chạy thoát thân. Lửa bén vào nhiều đồ nhựa, phụ kiện, điện thoại, máy tính gây cháy bao trùm. 3 xe chữa cháy cùng 15 chiến sĩ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp được điều động đến hiện trường. Ít phút sau, lửa được dập tắt, có 80m² diện tích bị ảnh hưởng, nhiều điện thoại, máy tính, phụ kiện cháy rụi. Thưa quý vị, liên quan vụ đốt xe tang vật trên xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông, ngày 29 tháng 4, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đã tạm giữ Lê Văn Thắng, 40 tuổi, quê Quảng Nam. Bước đầu công an xác định trong vụ đốt xe có 4 chiếc xe máy, gồm cả xe máy của những người vi phạm khác và xe chuyên dụng, xử lý vi phạm đã bị thiệt hại. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối ngày 28 tháng 4, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Ngã Ba Thái Lan, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai đang tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người lái xe trên quốc lộ 51, đoạn qua ngã tư Lộc An, huyện Long Thành. Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển xe máy bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn, đồng thời bị tạm giữ xe, đã tự ý treo lên thùng xe tải chuyên dụng của tổ công tác. Trên thùng xe có 4 xe máy bị tạm giữ. Lực lượng chức năng yêu cầu xuống khỏi phương tiện chuyên dụng nhưng người đàn ông trên đã liều lĩnh châm lửa đốt chiếc xe máy của mình. Camera ghi lại, trước khi người đàn ông leo lên xe, có 3 người mặc sắc phục cảnh sát giao thông đứng đó nhưng chưa khống chế đối tượng, mà dùng điện thoại đứng quay. Khi đối tượng leo được lên xe xử lý đã lật xe máy ra để đốt xe. Quý vị đang nghe podcast bản tin 11:30 của báo Người Lao Động. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đối đầu với tàu chở chính trị gia Nhật Bản tại vùng biển mà cả hai nước đều đưa ra tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông. Theo hãng tin Reuters, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo hôm ngày 28 tháng 4 cho biết các tàu Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp thực thi pháp luật không xác định, đồng thời đã gửi công hàm chính thức về hành động mà họ gọi là sự xâm phạm và khiêu khích của Nhật Bản gần các hòn đảo nhỏ, không có người ở mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư và Tokyo gọi là Senkaku. Theo Đại sứ quán Trung Quốc và đài truyền hình NHK Nhật Bản, nhóm tàu Nhật Bản, trên đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada, thực hiện chuyến thị sát do thành phố Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa tổ chức. Nhật Bản và Trung Quốc đã nhiều lần đối đầu xung quanh các đảo hiện do Nhật Bản quản lý này. Theo NHK, nhóm của ông Inada trải qua hành trình kéo dài 3 giờ gần nhóm đảo Senkaku, điếu ngư thuộc Hoa Đông hôm ngày 27 tháng 4. Họ sử dụng các thiết bị không người lái để quan sát khu vực, và tàu của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã tìm cách ứng phó tàu hải cảnh Trung Quốc. Đây là chuyến đi đầu tiên thị sát nhóm đảo tranh chấp ở Hoa Đông có sự tham gia của một nghị sĩ Nhật Bản kể từ năm 2013. Bộ Ngoại giao Nhật Bản hiện chưa phản hồi về vụ việc. Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo kêu gọi Nhật Bản thực hiện cam kết mà họ cho là đã được hai nước nhất trí tại khu vực, chấm dứt các hành động khiêu khích chính trị, không để xảy ra các sự cố trên biển và ngưng thổi phồng dư luận. Phía Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản trở lại con đường đúng đắn trong việc giải quyết thỏa đáng những mâu thuẫn và khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, để tránh tình hình leo thang hơn nữa. Thưa quý vị, chính phủ Ukraine đang đàm phán với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden về một thỏa thuận dài hạn. Đài RT dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm ngày 28 tháng 4 cho biết, Kiev đang đàm phán với Washington về việc hỗ trợ quân sự, kinh tế và chính trị trong thập kỷ tới. Ông Zelensky nhấn mạnh những cam kết như vậy là cần thiết để ngăn chặn bước tiến gần đây trên chiến trường của lực lượng Nga và giúp Kiev giành được ưu thế. Nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận đang đề nghị mức hỗ trợ cụ thể trên giấy trong năm nay và 10 năm tới, bao gồm hỗ trợ quân sự, tài chính, chính trị và sản xuất vũ khí chung. Ông Zelensky kỳ vọng thỏa thuận dài hạn đang đàm phán với Washington sẽ là hiệp ước mạnh mẽ nhất đối với Kiev. Gói viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine vừa được Quốc hội Mỹ thông qua sau hơn 6 tháng tranh cãi. Theo đó, các nghị sĩ Mỹ đã phê duyệt 61 tỷ đô la Mỹ viện trợ bổ sung cho Ukraine vào đầu tháng này. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa lập luận rằng Tổng thống Biden chỉ đang kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine mà không đưa ra chiến lược rõ ràng để giúp Kiev giành chiến thắng hay thỏa thuận hòa bình với Nga. Ngoài yêu cầu Mỹ viện trợ dài hạn, ông Zelensky còn kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng cung cấp thêm vũ khí phòng không, bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu và NATO. Về gia nhập NATO, ông Zelensky cho rằng mọi quốc gia chia sẻ các giá trị chung và sẵn sàng bảo vệ chúng xứng đáng được mời tham gia liên minh quân sự này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11:30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Xuân Huy, Thanh Long xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chúc quý vị kỳ nghỉ lễ tràn đầy niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.